Theo em thì thấy chị cho Giả là một người là khá là hiền hiền lành ạ. Chị cũng khá dễ thương mà chị dạy kiểu truyền đạt kiến thức thì bọn em rất là dễ hiểu ạ. Và chị cũng kiểu trẻ rất là cute nên em rất là cảm thấy chị rất là thân thiện ạ. Dạ, thầy giáo viên nước ngoài thì thấy thầy rất là nhiệt tình với bọn em. Bọn em không hiểu chỗ nào thầy kiểu nói lại chi tiết cho bọn em từng thứ một và Em đã được đi học trải nghiệm chưa? em đã có từng dạy trải nghiệm ở đoạn Hồ Hoàn Kiếm ấy ạ. Em thấy là khá là thú vị, mình giao tiếp với nhiều người nước ngoài, mình mở mang được nhiều kiến thức hơn và đoàn kết hơn với mọi người trong lớp cũng như là chị giảng trợ giảng ạ. Vậy còn về cơ sở vật chất của Ecop thì có gì không hài lòng không? Không, em thấy là cơ sở vật chất của Ecop là khá ok, mọi thứ đều rất là ổn.